Đây là điểm sạt lở nặng nhất trên tuyến đường Trà Linh - Măng Lùng của huyện Nam Trà My. Thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt, trời vẫn tiếp tục đổ mưa, song công tác khắc phục vẫn rất khẩn trương. Nhờ có xe máy múc tại chỗ của đơn vị thi công nên mưa ngớt đến đâu thì công tác khắc phục thông tuyến được nhanh chóng triển khai đến đó. Với khối lượng đất đá hơn 5.000 mét khối như thế này thì việc bố trí phương tiện xe tại chỗ sẽ giúp cho việc thông đường sẽ diễn ra sớm hơn trong thời gian từ 1 đến 3 ngày. Trước đây nếu như chưa bố trí phương tiện tại chỗ như thế này thì mất từ 1 tuần đến nửa tháng mới có thể thông đường cho người dân. Trước đây chưa có việc bố trí phương tiện nhân lực tại chỗ như thế này thì việc chia cắt giao thông từ 10 đến 15 ngày sau mỗi đợt mưa lũ thường xuyên xảy ra ở vùng cao Quảng Nam. Vào mùa mưa năm nay, các huyện vùng cao đã phân chia tuyến đường, công trình trọng điểm tương ứng với các đơn vị thi công có năng lực, cam kết thông xe bước một trong thời gian sớm nhất cho bà con đi lại. Nhờ đó mà việc đi lại học hành của con em rồi đi trạm y tế khám bệnh lấy thuốc của bà con cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tất cả các đơn vị đã cùng phối hợp với nhau để tiến hành mà thực hiện cái việc mà đảm bảo giao thông bước một, cho nên thì đó dẫn đến cái việc mà sau khi mà đường bắt đầu dứt mưa thì còn cho các tuyến đường ở trên địa bàn huyện cơ bản đã tạo điều kiện cho bà con đi lại để được thông thương. Trước đây khi mà chưa phân công nữa, các công ty đứng điểm thì có thể ách tắc chia cắt 2-3 ngày, thậm chí là khoảng 4-5 ngày. Từ khi mà có cái khối lượng đất đá quá lớn thì cũng khoảng tầm 1-2 ngày là đã thông tuyến cho bà con để đi lại, có bản là thuận lợi. Mỗi một mùa mưa lũ đi qua, khu vực miền núi Quảng Nam lại gồng mình với công tác khắc phục. Nặng nề nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, với mức kinh phí khắc phục lên đến hàng trăm tỷ đồng. Song chính nhờ vận dụng phương tiện tại chỗ như thế này, không chỉ giảm bớt gánh nặng, chi phí sửa chữa, mà còn giúp giao thương hàng hóa đi lại nhanh nhất, giúp người dân vùng cao không còn chịu cô lập tắc đường dài ngày. Và quan trọng nhất là đã không còn xảy ra những cái chết thương tâm do giao thông chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ về.